Hi everyone, chào mừng tất cả các bạn trở lại với channel tiếng Anh Vội của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng theo chủ đề rau củ quả. Từ đầu tiên, các bạn đọc cho mình là cauliflower. Cauliflower. Từ này có nghĩa là súp lơ. Các bạn nhớ đọc là khờ nhé. Cauliflower. Từ thứ hai các bạn đọc là kidney bean. Kidney bean. Từ này có nghĩa là đậu tây. Kidney bean. Chữ kidney, chữ này có nghĩa là thận. Hai quả thận của mình đây các bạn ạ. Là chữ này đây, kidney. Lý do mà kidney bean là bởi vì là cái đậu này nó hình giống như quả thận của mình, bởi vậy mới gọi là kidney bean. Đậu tây. Chữ này, chữ bean, các bạn nhớ đọc, nhớ kéo chữ y ra. Bởi vì đây là âm y dài, các bạn nhớ kéo nó ra. Bean, đừng đọc là bin. Các bạn đọc bin thì nó sẽ trở thành từ khác. Chữ này là bean. Kidney bean. Kidney bean. Tỏi, thì cách đọc cũng như cách viết thôi. Garlic. Garlic. Các bạn có thể có âm cờ trước cuối cũng được. Garlic hoặc là garlic. Cả hai cách đều được. Garlic. Súp lơ xanh thì các bạn đọc là broccoli. 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 Các bạn lên giọng broc và xuống giọng curly. Broccoli. Đậu đen thì các bạn đọc là black bean. Black bean. Chữ đen này các bạn đừng đọc là black, bởi vì chúng ta hay nói là xe air black đấy, là xe air black, mà cách đọc đúng là black không phải là black. Cái cách đọc khác của cái từ này các bạn có thể đọc là black, không cần chữ cờ cuối cũng được. Black. Black bean, mà chuẩn xác hơn thì black bean. Bí ngô thì các bạn đọc là pumpkin. 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 Chính xác thì nó phải có chữ P nữa. Pumpkin. Nhưng mà khi mình nói nhanh thì mình không cần chữ P luôn. Pumpkin. Các bạn xuống giọng ở chữ kin. Pumpkin. Cải bắp thì các bạn đọc là cabbage. 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 Âm cuối là âm chờ nhẹ. Cabbage. Cabbage. Xuống giọng chữ beach. Cabbage. Bí ngồi thì các bạn đọc là zucchini. Zucchini. Âm đầu tiên các bạn xuống giọng, đến âm tiếp theo âm key thì các bạn lên giọng và xuống giọng ở âm thứ ba. Zucchini. Cải Brussels thì các bạn đọc là Brussels. Brussels. Spouse. Brussels. Brussels spouse. Chữ này nó hơi khó đọc tại vì nó có hai cái âm, âm giờ và âm sờ liên tục nhau. Thì các bạn nối qua luôn nhé. Brussels. Brussels là kết thúc là âm giờ nhưng các bạn nối qua âm sờ luôn. Brussels spouse. Brussels sprouts. Đậu lima thì các bạn đọc là lima bean. Lima bean. Âm này các bạn đọc là âm ai nhé. Lima bean. Lên giọng âm đầu tiên like và xuống giọng m. Lima bean. Bí đấu thì các bạn đọc là acorn. Acorn squash. Acorn squash. Từ đầu tiên các bạn lên giọng âm đầu tiên A, xuống giọng con. Squash. Âm cuối là âm sờ các bạn nhé. Acorn squash. Bí đấu. Cái cách đọc khác của cái chữ này thì các bạn có thể đọc là squash. Squash. Mà cách đó nó rất khó, đối với mình nó khó tại vì nó khác với cách viết đấy các bạn. Squash. Các bạn cứ đọc là squash.
Acorn squash. Cải song thì các bạn đọc là watercress. Watercress. Lên dòng âm đầu tiên go, xuống dòng âm thứ hai th, crash. Cách đọc thứ hai các bạn có thể đọc là watercress. Watercress. Đậu thì các bạn đọc đơn giản là p p. Vỏ đậu thì các bạn đọc là pod pod. Chữ này đọc như cách ghi của nó luôn, pod. Củ cải thì các bạn đọc là radish. Radish. Lên dòng âm đầu tiên ra và xuống dòng âm thứ hai dish, kết thúc bằng âm s. Radish. Xà lách thì các bạn đọc là lettuce. Cũng tương tự, các bạn lên dòng âm đầu tiên và xuống dòng âm thứ hai lettuce, kết thúc bằng âm s. Lettuce. Măng tây thì các bạn đọc là asparagus. 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 Chữ này nhìn nó cũng phức tạp nhưng mà nó cách đọc thì nó cũng dễ. Asparagus. Asparagus. Nấm thì hầu như ai cũng biết, mình nghĩ là các bạn đều biết chữ này, đọc là mushroom. Mushroom. Âm sờ các bạn nhé, mushroom. Các bạn nhớ xuôi giọng mushroom, không phải là mushroom. Mushroom thì nó người ta vẫn hiểu mà cái cách đọc nó không giống như người Tây, các bạn phải là mushroom. Rau diếp mạ thì các bạn đọc là escarole. 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 Lên giọng âm đầu tiên escarole. Cà chua, chữ này thì cũng nhiều bạn biết mà chúng ta hay nói là tomato nhưng mà cách đọc đúng là tomato. Tomato. Các bạn đọc nhẹ lưỡi ra, thờ nó ra, tomato. Xuống giọng âm đầu tiên và lên giọng âm thứ hai, tomato. Ở đây là dấu huyền các bạn nhé, mình quên gõ dấu huyền vào đấy, tomato. Hành thì các bạn đọc là onion. Onion. Cách đọc thứ hai là onion. Onion. Nhưng mà mình quen đọc là onion. Rau bina thì các bạn đọc là spinach. Spinach. Cái âm này âm A, tuy nhiên khi mình đọc thì mình đọc là thành âm Y các bạn ạ. Nó nghe tương tự như âm Y vậy đó. Spinach. Spinach. Dưa chuột thì các bạn đọc là cucumber. 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 Cà rốt thì các bạn đọc là carrot. Cách thứ hai các bạn đọc là carrot. Cách thứ ba các bạn đọc là carrot. Cách thứ tư carrot. Cách thứ tư là carrot. Nó có nhiều cách đọc nhưng các bạn cứ đọc đơn giản là carrot là chính xác. Rau thơm thì các bạn đọc là herb. Herb. Đây chữ hơ các bạn thấy không? Chữ hơ mà trong chữ cô ấy đấy. Herb thêm chữ bờ đó, herb. Chính xác như vậy luôn, herb. Cà tím thì các bạn đọc là eggplant. Eggplant. Cách đọc thứ hai các bạn đọc là eggplant. Nhưng mà cách eggplant thì nó không phổ biến lắm, eggplant. Cách đọc thứ ba các bạn bỏ âm t, eggplant. Eggplant. Tuy nhiên theo mình nghĩ các bạn vẫn nên thêm âm t vào tại vì nó nghe hay hơn nhiều, eggplant. Eggplant. Cây củ cải đường thì các bạn đọc là bees. Bees. Âm i là âm i dài các bạn nhé, các bạn kéo ra, bees. Bees. Cần tây các bạn đọc là celery. Celery. Ớt thì các bạn đọc cho mình là pepper. Pepper. Cách thứ hai các bạn đọc là pepper. Pepper. Tuy nhiên cách đầu tiên nó dễ hơn, pepper là ớt. Artichoke thì các bạn đọc là artichoke. Artichoke. Lên giọng âm đầu tiên a. Artichoke. Artichoke. Khoai tây thì các bạn đọc là potato.
Potato. Nó tương tự như cà chua, các bạn đọc nhẹ lưỡi ra một tí. Potato. Ngô thì các bạn đọc là corn. Corn. Các bạn nhớ kéo âm o ra một tí, tại vì nó có âm r ở đây, nó kéo dài ra. Corn. Các bạn đừng đọc là con. Đọc con thì nó nghe nghiệp dư lắm, nó nghe khoảng 50% thôi. Con. Mà đọc đúng là corn. Corn. Lõi ngô thì các bạn đọc là cob. 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 Kết thúc bằng âm b các bạn nhé. Cob. Cob. Khoai mỡ thì các bạn đọc là jam. Đơn giản đọc là jam. Cách thứ hai các bạn đọc có âm m một chút. Jam. Jam. Cả hai cách đều đúng. Mà cái jam có âm m cuối thì nó nghe chuyên nghiệp hơn. Jam. Khoai mỡ. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.